Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Lâm Cơ Thành Nhà Nhà Vâng hôm tiếp tục hôm nay là ngày 25 tháng 5 Lên sóng báo giá cho bà con 12 siêu phẩm Và như vẫn như mọi khi ạ à, Toàn những thương hiệu quen thuộc đó là Honda Đó là Mitsubishi Đó là Echukurit Đó là Senegua Isaki Maruyama nhà Toàn những thương hiệu nổi tiếng Những mặt hàng chính hãng Người Nhật sản xuất cho người Nhật sử dụng Vâng bác nào chốt con nào chọn con nào Thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại có Zalo 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để đặt hàng ạ hình thức mua bán thì các bác không cần phải cọc gì hết và trước khi nhận và giao tiền cho nhân viên giao hàng các bác được quyền kiểm tra máy được quyền test nổ máy nha các bác vâng nổ máy hôm nay rất đẹp các bác ạ phần khúc cc thì cũng rất đa dạng từ 23cc cho tới 23cc và như mọi khi đấy ạ ở cái giấc này thì em ít đăng những cái dòng máy nhỏ như 20cc, 30cc 20cc, 21cc, 22cc ạ với bác nào thích mua những con rẻ tiền hơn Nói chung là nhỏ nhắn gọn gàng hơn, rẻ tiền hơn thì các bác liên hệ trực tiếp hai số điện thoại có Zalo để đặt hàng nha. Còn đa phần ở bữa này em đang từ 23 cc nòng 32 mini trở lên nha các bác. Vâng và bây giờ sẽ review chi tiết từng con một để các bác dễ dàng lựa chọn và trước khi thì review sẽ hướng dẫn cách sử dụng ạ. Sáng ra hoặc nông ngày không sử dụng, tất cả những con bình xăng dưới đều phải nhấn nút bơm xăng hết. Rồi các bác để ý cái này nha, xăng bơm xăng thì nó có một nhiệm vụ từ bình xăng lớn đến bình xăng con thôi. Còn bây giờ muốn cho xăng từ bình xăng con vào bồng đốt thì các bác phải để cái đóng lên lại. Đó, đa phần nó ở những cái dòng le như con số I1 này này Bắt đầu khởi động, nhấc lên, nó rồi thả xuống Số ít bên tay trái, ví dụ như con số I3 là chẳng hạn Bắt đầu khởi động, thả xuống, nó rồi nhấc lên Đó, nhưng mà cái con Sinewa ấy ạ, à, nó lại nằm khác nhau Tuy nó bên tay trái, nhưng mà vẫn làm như bên về tay phải Bắt đầu khởi động, nhấc lên, nó rồi thả xuống con số I5 này này ở Tóm lại là các bác phải biết được ở Chiều nào là chiều đóng, chiều nào là chiều mở Thì vận hành một con máy nút sáng ra, hết xăng hoặc đông ngày không sử dụng thì nó mới dễ nổ được nha Còn cũng một số bác dù ít thôi ạ à, không có nhiều đâu ạ à. về nhà chưa biết đóng là gì à, Chưa biết bơm xăng là gì ạ à. thì ở đồng ý là các bác năm, 15 20 cái nó vẫn nổ đó nhưng mà nó chậm nổ nha hầu đa phần 99 phần trăm là biết rồi nhưng mà các bác phải thông cảm hầu như ngày nào em cũng phải hướng dẫn cách sử dụng cũng có một số bác lần đầu tiên sử dụng máy phát cỏ cũng chưa biết gì đâu ạ à. và máy hai thì xăng phải pha nhớt như các bác Vâng, đó là lúc hết xăng hoặc nông này không sử dụng thì mình làm tạo ra như vậy. Còn khi mà nó nổ như bây giờ thì không còn phải bơm xăng nữa, không cần phải đóng nghe nữa, giật nhẹ cái nó nổ thôi ạ. À. chữ Y ngày 25 tháng 5 nha các bác Rất đa dạng về hình thức máy, thương hiệu máy và giá tiền máy Chỉ từ 1 triệu 250 000 đồng cho tới 2 triệu 550 000 đồng nha Tùy theo mục đích công việc, thì theo túi tiền nữa Các bác có thể lựa chọn cho mình những con nghỉ nhất Và Y1 ngày hôm nay, một con Maruyama mà phân khúc trung bình 23 c lòng 32 đi Thiết kế form dáng gọn gàng, chế ga ngang Wamoro khi nào em nói cứ chế ga ngang qua một đó là một trong những dòng xế đẳng cấp rồi đó giữ những cái siêu tiết kiệm xăng dễ chỉnh sửa dễ thể tháo với những thương hiệu chăng mà đều dập nổi mấy đi ra ban dập nổi ở lốc máy và đặc biệt hơn phiên bản này đang sử dụng bộ tôm rơi tôm nhôm bộ côn 260 những cái dòng tôm thông dụng tay gà giữ đầu vào riêng cho các bác và với cái giá 1 triệu 250 ngàn đồng này lúc nào cũng kênh khác ít cả kênh với giá tiền mặt bằng chung của các kênh khác ít nhất tầm 150 ngàn đồng một cái máy nha các bác i1 chỉ 1 triệu 250 ngàn đồng ạ à. Vâng, y 2 cũng 1 triệu 250 000 đồng Một phiên bản khác đến từ thương hiệu Marijang mà nhà Với phiên bản này thì nó cũng đầy đủ hết các bộ phận Nói chung là hơn xịn sò hơn một chút Nhưng ngược lại nó là bố tung liền Bố tung liền như em nói đấy, bao giờ cũng rẻ hơn là bố tung rơi Nhưng mà ngược lại nó có điểm cộng là trung giật trợ lực Chế ga ngang gom một đồ, hai kim trở nhạ Đó, nó thiếu sót một tí, tí ở cái nọ Nhưng mà nó đập bù vào cái kia Lên, cho lên, giá thành nó vẫn giữ cái giá 1.250.000đ con số I2 ngày hôm nay Như em vừa giới thiệu Maruyama MBC235 23cc lòng 32 ly thiết kế form dáng gọn gàng có trợ lực chế ga ngang qua Waroro 2 kim chỉnh bố tung liên và con này khá là đẹp nha, ren nguyên bản hết cho các bác. Với phiên bản tay ga giữ đầu bò rin cho các bác. Vâng I2 cũng chỉ có giá 1.250.000đ cho con số I2 ma khúc 23cc lòng 32 ly ạ. có giá 1 triệu 250 000 đồng đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác và làm món phụ kiện kèm theo. Và với cái giá giấc này thì như em ở nói ở một số video trước đây ạ, giá máy bãi có khả năng một vài ngày tới nó sẽ lên nha. Với những thương hiệu Maruyang mà ở cái tầm khúc à, những con đẹp như thế này và giá như thế này, nó vẫn là cái giá bán xa bên đâu có thể nhận nhé ạ. Còn xu hướng là chuẩn bị lên thôi. Tại vì những như em nói đấy ạ, cái mặt hàng thị trường máy bãi bữa nay thì nó không về nữa. Với những cái mặt hàng này Yeah, với cái giá này nó ở cái giá đầu năm khi lấy vào thì nó giá này rồi ạ Còn khi mà nó đã khan hàng rồi ạ chắc chắn thôi Mấy ông to cũng sẽ phải đẩy giá lên Đẩy giá lên em lấy cao thì chắc chắn rồi nó cũng sẽ phải cao nha Còn với bên ông cơ Thành Định được uh, cái nguồn hàng của em cũng có sẵn Vẫn còn mặt hàng cũ ở đầu năm ạ, Nên là em vẫn để cái giữ giá với những thương hiệu Maruyama hay là Isaki là Senagwa là Echukurit, Hoặc là Mitsubishi những cái dòng 20, 23 Vẫn là ở cái giá xả, giá thấp cho các bác đấy ạ với y 3 một con đẹp xuất sắc đến thương hiệu Maruyama mà nữa với phiên bản KC26A, 26 cc lòng 34 ly. Đó như các bác có đấy ạ. Cũng tra có một cái điểm gì chế hết, chế ga ngang qua một đồ, chế một kim. Chắc chắn rồi, lốc máy dập nổi, Made in dập nổi. Với phiên bản bố tung rơi, tung nhôm bố côn 260. Tay gà giữ, đầu bò chắn cò rin nguyên bản cho các bác. Và cũng chỉ có giá 1 triệu 700 ngàn đồng thôi ạ. Y3 1 triệu 700 ngàn đồng đầu cho thương hiệu Mà Được Phần khúc 26 xe, xe lòng 34 lý ạ à. I3, 1 triệu 7 cho ngoài đọc ạ Bước sang tới con i4 với bắt đầu thích một trong những con phân khúc cỡ trung bình phát cước nha sử dụng cho mục đích công việc gia đình 26 cc lòng 34 ly ạ Các bác có thể chọn con i4 ngày hôm nay ạ Vâng thương hiệu iski iski chỉ là nhà phân à, phân phối máy phát cỏ thôi nha, Isaki không sản xuất máy phát cỏ đâu. Đây thực chất đó là một con dây quát Komatsu BCZ 267 26 cc lòng 34 ly nha. Với những phiên bản này, khi các bác thích một trong những con vừa phải túi tiền phát cước cực, cực kỳ hiệu quả luôn đấy ạ à. sử dụng cho một đi công việc gia đình công suất cỡ trung bình 26 cc lòng 34 ly đây là sự lựa chọn tốt nhất cho các bác về muốn mua một con máy tầm giá tiền này về phát cước nha y 4 chỉ 1 triệu 350 000 đồng nha sử dụng một con 26 cc lòng 34 ly rồi chế gà... với phiên bản này cũng có trợ lực chế ga ngang Wamro hai kim chỉnh quá xịn sò luôn ạ hai hỏng xăng bố tu liền tu nhôm Tại gà giữ công tác như chiều công tác xuống là tắt nên là bật các bác để ý chiều công tác nha Tại vì cái này toàn tiếng Nhật thôi nên là nó không có chiều stop, start gì đâu ạ Đó, lên là mở, xuống là tắt Đâu bà, có chắn cỏ rin nguyên bản hết, đâu có ngực trồng cuốn cỏ Và cái đồ bò làm cực kỳ khít luôn ạ à. rin nguyên bản trăm trăm và bán xả cho các bác chỉ 1 triệu 350.000 đồng nha và Với những thương hiệu này ở các kênh khác họ thổi giá lên kinh lắm ạ à. Ít nhất một con đẹp như thế này phải bán 1 triệu 600 ngàn đồng, 1 triệu 700 ngàn đồng đấy ạ. Vâng, bên ông thực cơ thành định chi bán giá, giá này đã có ăn rồi đấy ạ. 1 triệu 350 ngàn đồng, 4 ngày hôm nay. Isuki, phần khúc 26cc lòng 34 ly ạ. với tầm giá 1 triệu 350 000 đồng mua một con 26 cc lòng 34 lý ạ. Khẳng định với các bác đây là sự lựa chọn tốt nhất cho các bác đây ạ. Đó các bác có thể nghe tiếng máy em nói nha, cực kỳ đầm luôn. Chế ga ngang qua một đồ hai hàng răng cũng là một dòng chế siêu tiết kiệm răng này nha các bác. Và chỉ có giá 1 triệu 350 000 đồng. Ý 4 nha các bác. Và với bác nào thích một trong những con thiết kế gọn gàng nhẹ nhàng, phân khúc 25 cc lòng 33 ly ạ mà tua tốc độ tua nhanh nhạ, chọn còn số Y5 này. Xin shop 250, 25 cc lòng 33 ly. Với những dòng này như em vừa giới thiệu đấy ạ. cái tốc độ tua của nó cực kỳ nhanh luôn, nó nhanh hơn cả Mitsubishi được ạ. Phiên bản có trợ lực chế qua Moro, chế ga đứng, chế quả ga, tum liên, tum nhôm. Tay ga bóp nhà, bóp nhà, bóp nhà, bóp nhà, tay ga rin của nó đấy ạ. Đâu vào rin cho các bác. Và hôm nay cũng chỉ có giá 1 triệu 500 ngàn đồng thôi các bác ạ. Y5 1 triệu 500 ngàn đồng cho thương hiệu Sinagua. 3 số 250, 25 cc lòng 33 ly ạ. Và với những phiên bản anh em vừa giới thiệu đấy, với bác nào thích một trong những vật công cỡ trung bình 25. Với con này thì để mà để mà so với những thương hiệu 26 cc này thì công suất nó cũng ngang ngửa nha. 25 cc của xin qua những cái đời ba số này nó phải ngang ngửa với lại những con 26 26 27 cc của những thương hiệu khác. Những ngược lại thiết kế rất gọn gàng, nhẹ nhàng, có trợ lực. Vâng, y 5 chỉ 1 triệu 500 000 đồng ạ đó các bác thể nghe tiếng máy của nó nhá cực kỳ rát luôn ạ. À. Đó vừa tầm túi tiền Với những phiên bản này nó cũng là một trong những phiên bản phát chuyên nghiệp phân khung cỡ trung bình nha Các bác có thể phát cày gã được những phiên bản này Y5 1 triệu 500 ngàn đồng Đó thích phát cày gã túi tiền phải chăng Thì các bác có thể chọn Y5 Sinagua Hoặc là Y6 Echocurit với cái phiên bản này nha Với phiên bản Echocurit Với phiên bản SREI 260 26 xe xe lòng 34 ly Hôm qua cũng có một con Echo cũng có rất nhiều các bác và đặt mua và cũng có những bác chốt chậm cũng có con tương tự hôm nay tiếp tục là lên cho các bác y con hôm qua nha y con con x 4 hôm qua ạ đó phiên bản trục giật trợ lực cót lớn chế vu bơm lớn chế ga đứng chế qua một đồ chế quả ga tung liền tung nhôm tay gà giữ công tác Nguyên nhân tay đầu bò chắn cỏ rìn từ a tới z cho các bác và cũng chỉ có giá một triệu sáu trăm đồng thôi ạ y 6 một triệu sáu trăm đồng cho thương hiệu xin qua ép yep. À xin lỗi ạ, à cho thương hiệu Echocurit STAI 260 26 cc lòng 34 ly rin nguyên bản 100% cho các bác nha. Với em xin tiếp nổ con số Y6 ạ. nên là bật để ý chiều công tác trước khi vận hành máy ạ. À. Vâng, con i6 giá chỉ 1 triệu 600 000 đồng đã bảo ship về đến tận nhà cho các bác và làm món phụ kiện kèm theo ạ. À. Đó các bạn thấy ạ. Cực kỳ đẹp luôn ạ. À. Vâng Mitsubishi bao giờ cũng nhiều đối với động cơ thành định nhạ, ngày nào cũng vậy. Hôm nay có TL23, TL231 và cặp TL26, cặp anh em sinh đôi TL261 nha các bác. Và với những thương hiệu Mitsubishi TL23 với những con rin nguyên bản 100% như thế này và ở cái mức giá này hiện tại cũng là mức cái giá bán xả cho các bác đấy ạ à. vâng chỉ 1 triệu 600 trăm ngàn đồng Con Y7 các bác sử dụng một con hàng nghệ đến từ thương hiệu Mitsubishi TL23 23cc lòng 31 rin nguyên bản 100% nha và tất cả những thương hiệu Mitsubishi đời TL nói chung ở 20 thì nó có có con một kim có con hai kim nhưng mà từ 23 giờ đi ạ à, 23 thì lâu lâu với có con, con một kim thôi ạ. À. Còn từ TL261 kia là trăm nó sử dụng hai kim nha. Với con này thì nó sử dụng hai kim chính. Chắc chắn rồi với tất cả những thương hiệu Mitsubishi đời TL lốc máy đều có dập nổi, made in Japan dập nổi hết. Với phiên bản bố tum rơi tum nhôm bố côn 260. Đó như các bạn thấy đấy ạ. À. Cực kỳ đẹp luôn. Quá xuất sắc. Tại cả giữ đầu chắn cỏ rin nguyên bản hết và cũng chỉ có giá 1 triệu 600 000 đồng y 7 ngày hôm nay. Mitsubishi TL23 23cc lòng 31 này ạ. À. Vâng, xin chắc nổ con số Y7 ạ. À. à. tiếng máy cực kỳ đanh luôn nha các bác và với như thương hiệu Mitsubishi TL23, 26, ạ à, thiết kế form dáng cũng cực kỳ gọn gàng, nhẹ nhàng cho một trong những con phân khúc cỡ trung bình 26 cc làm 31 đi và nhất là cái giá ở giấc này các bác nhanh tay chọn nữa ở cái tầm bên lưng của thị định vẫn còn đang ở cái giá gọi là bán xả nha các bác chỉ 1 triệu 600 đồng thôi ạ à. Vâng nhất là con i8 đây này bố tum liền bên ông cơ thành định bữa nay hầu như đa phần con nào cũng vậy đẹp như thế về riêng nguyên bản như thế vậy vẫn bán giả chỉ 1 triệu 500 trăm đồng thôi vâng thực tế con số i 8 ấy ạ à, nó còn cao hơn con i 110 một công suất đấy ạ à. Mitsubishi TR231 thì nó sẽ là 23 cc lòng 32 ly và tất cả những con tum liền hiện tại ở cái giấc này bên ông cơ thành định vẫn ở đặt ở cái chế độ bán xả cho các bác một con phiên bản trục giật trợ lực chế lên tay đỏ hai kim chỉnh riêng nguyên bản trăm cho các bác bố tôm liền tay gà giữ công tác luôn nhân dây đầu bò điên cho cô bác và với cái mức giá 1 triệu 500 000 đồng này chắc phải kênh với các kênh khác tầm 250 000 đến 300 000 đồng đấy các bác ạ chẳng có ông nào bán cái những phiên bản TL231 trục giật trợ lực le tay đỏ đẹp như thế này và giá như thế vậy đâu các bác ạ Y8 chỉ 1 triệu 500 000 đồng nha Với những dòng nê đỏ tự động Chế hai kim chỉnh này bắt đầu khởi động Chắc chắn là con nào cũng phải ấn nút bơm xăng để hết Đóng đen lên giật nổ khi nào nổ ga lên tự khắc nên nó bật lại nha đó ví dụ em giật nổ này giật nổ <laughs> vút luôn lên ga nhanh ga tốc độ máy ạ à, độ tua nhanh nhạ đó với những cái dòng tl 23 này thì công suất nó phải gần ngang ngửa với lại một con 26cc của Maruang ma sắc nhỏ đấy các bác ạ Vâng y8 bán sản cho các bác chỉ 1 triệu 500 ngàn đồng ạ <laughs> nhìn hơn y 7 y 8 hôm nay có y 9 y 10ạ cặp anh em song sinh Mitsubishi TL261 26 xe lòng 33 ly Vâng cứ vừa rồi ạ, à, em về nói chung một cái nô nhỏ nhỏ thôi Hầu như đa phần ở cái, cái những cái phiên bản Mitsubishi sản xuất do tập đoàn Kazat phân phối này với tất cả những cái phiên bản Kazat ở một số video trước em nói đấy ạ, à, nó là một trong những phiên bản đủ nha, đó bạn thấy ạ, à. Liên liền mạch từ A tới Z, hai con cực kỳ đẹp luôn ạ. À. Mitsubishi TL 261 26 xe lòng 33 ly, con số Y9 và Y10 chắc chắn thôi, nó phải sử dụng chế ga ngang qua một kim chỉnh này qua 2 kim chỉnh này tất cả những con 26 ở một hoặc là 26 đều có số dập hú 26 ở đây nha 26 ở đây đều sử dụng bố tung rơi tum nhôm bố côn 260 hết tay gà giữ tay gà giữ hết đầu bò rin đầu bò chống cỏ hết cho các bác có một con chắn cỏ mới rồi ạ còn tất tần tật tinh nguyên bạc cho các bác và y 9 và y 10 có giá 2 triệu 350 000 đồng nha vâng 2 triệu 350 000 đồng y 9 2 triệu 350 000 đồng Y10 Vâng hai con đẹp như nhau Y trang nhau nha Và với những con y chang như, như vậy Nói thật với các bác Khi em chốt con tương tự ấy ạ Hôm qua có một trường hợp Hỏi con Ruby Đến lúc em đưa cho con tương tự Bảo ơ ừ, con này sao bảo bán rồi Mà vẫn còn này ạ đó các bác thể thấy ạ, nó y chang nhau nó không khác gì nhau đâu. Nó cùng một nô sản xuất thì chắc chắn rồi, nó y trang nhau. Và một nông cơ thành định thì chắc chắn rồi. Hầu như em vẫn ở trên nói trên video, khi các bác chốt chậm như hụt em báo là ở ừ, con này em bán rồi thì đều có con tương tự để phục vụ các bác. Cái con tương tự thì nó tùy từng phiên bản, ở có lúc thì nó có ngay, có lúc thì các bác phải chờ một ngày, thợ nó phải dọn dẹp, nó phải xúc rửa bình xăng con, nói chung là nó cho đẹp 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 một chút thì mới quay cho các bác video được nha. Không phải con nào cũng đục phát là có ngay. Và có những con ấy, uh, ờ các bác chỉ cần ới một phát một thì ạ, kể cả 10 con như thế vậy em cũng có ngay lập tức nha các bác. Bác xin rất nối con số Y9 ạ. ạ à. Vâng Y9 2 triệu 350 000 đồng Vâng Y10 cũng vậy hai cặp anh em xem đôi thì nó Y phải Y trang nhau rồi Chất lượng như nhau, giá tiền cũng như nhau nha Y10 cũng 2 triệu 350 000 đồng Cho thương hiệu Mitsubishi TL261 Phần khúc 26 sẽ lòng 33 đi ạ à. Vâng xin tắt lộ con số Y10 ạ à. nhắc này một lần nữa i9 i10 đều đến từ thương hiệu Mitsubishi TL261 hai còn như nhau, đẹp như nhau, y chang nhau, chất lượng như nhau và giá tiền cũng như nhau, 2 triệu 350 000 đồng. Với i11 là còn một trong những dòng máy lớn nha các bác và hôm nay em bán xả con này. Một con đến từ thương hiệu Morijang mà, 32 cc lòng 38 này nha. Thiết kế cực kỳ gọn gàng và đây là một trong những con máy lớn ở cái tầm phân khúc của nó như các bác nó thiết kế gọn gàng nhẹ nhàng nhất so với tầm phân khúc của nó so với tất cả các hãng khác 38 ly 32 cc đến từ thương hiệu Maruyama đang sử dụng chế ga ngang qua chế một kim và như đầu video có mấy con Maruyama này ạ tất cả những thương hiệu Maruyama đều có dập nổi made in Japan dập nổi hết với những con này thì nó sử dụng xác nhỏ thì nó phải đi với bố tum nhỏ nha bố tum 260 nghĩa là nó vừa kích bộ cần này này nó vừa nó đi cùng với lại Honda GX 25 này 25 cc này vừa với tất cả những con Mitsubishi tung rời này và vừa với lại cùng cái hãng của đó những con Maru 23 26 cc nha các bác đó form dáng cũng thiết kế gọn gàng so với máy lớn nha ừ, cũng có bác mua con này bảo ơ sao mày nó thiết kế gọn gàng ạ à? các bác so với lại con 23 cc hay 26 cc nha thì là sai em đang nói thiết kế so với tầm phân khúc 32 cc của nó nghĩa là so sánh với lại những con thương hiệu Mitsubishi TR33 hoặc là Zenwatt Komatsu BC34 chẳng hạn thì con này nó làm gọn gàng nó nhẹ nhàng hơn cả như các bác cân nặng nó tầm tầm gần 6 kg thôi một con máy lớn mà gần 6 kg là nó còn nhẹ nhất rồi đấy các bác ạ đó như em vừa review đó bố tung rơi tung nhôm bocon 260 tay gà giữ công tác luôn trên tay đầu bò chắn cỏ rin nguyên bản và hôm nay em bán xả con này nha chỉ 2 triệu 200 000 đồng thôi các bác ạ Y11 2 triệu 200 000 đồng cho thương hiệu mà thì mà Phần khúc 32 cc lòng 38 ly ạ. À. Vâng, xin tất đầu con số Y11 ạ. À. à. hết xăng Vâng con này thì cực kỳ ngon luôn nha các bác Thợ chưa đổ xăng nha các bác Các bác có thể Đi lên review máy mà không đổ xăng nữa Không có một tí xăng nào ạ Đó không có một tí xăng nào nha Vâng Y11 2 triệu 200 ngàn đồng ạ Cho thương hiệu Mà phục mà khúc 32cc lòng 38 ly Vâng còn cuối cùng ngày hôm nay Một siêu phẩm đến từ thương hiệu Honda nha các bác Vâng, một con Honda GX25 không có một điểm gì chế hết. Thực tế là con này thì em đã đăng lên rồi và đăng 2 triệu 600 ngàn đồng rồi ạ. À. Hôm nay em giảm giá còn 2 triệu 550 ngàn đồng này. Hôm đấy có ít nhất phải mười mấy người chốt con này. Nhưng mà về tới nhà ông này, con này em bị bom hàng này. Về tới nhà ông bảo máy bé, không nhận máy. Và với những khách hàng như vậy, nói thật với các bác, em không phục một chút nào hết. Tất cả công suất máy, giá tiền máy, em nói rồi, rõ ràng trên video rồi. Khi không biết về các dòng máy, liên hệ tư vấn trước khi đặt hàng chứ về chúng em gửi về một con máy nó với các bác vất vả lắm, nó rất nhiều câu, nói chung là câu thợ chỉnh sửa này, câu đóng hàng này, xong một ông thợ giỏi chỉnh hàng này, rồi à, những ông à, chốt đơn ấy thì phải kiểm tra đơn về chưa, tiền đã về chưa, nói chung là nó không phải đơn giản ở ừ, gửi cho các bác là xong là xong đâu ạ. À. Và một con máy ấy, rất nhiều nhiều người chốt trên video cách đây tầm khoảng 10 hôm trước. phải mười mấy người chốt đấy, ông đấy phải mười mấy, mấy người chốt ạ. À. Nhưng mà về với lý do Ông này là về với lý do máy bé này máy bé máy to thì em nói rõ rồi đấy ạ à. Honda gửi 25 thì nó là 25 cc lòng 35 đi đấy rồi ạ à. còn chưa biết về các số cc nó như thế nào hay máy to máy khỏe ấy ạ à. thì phải tư vấn trước khi đặt hàng chứ không về tới nhà với máy bé hoặc là những trường hợp hôm qua phải có hôm nay đẹp lắm các bác ạ về tới chưa về tới nhà đâu ạ à. mới được 3 hôm hay 4 hôm ạ à. ừ, em ơi vợ anh không cho mua nữa anh hủy đơn nhá Uh, nói chung là cũng chả tránh được những trường hợp như vậy hoặc là những cái ông vợ không cho mua cũng gửi được một hôm thôi tất cả những mặt hàng các bác khi chốt buổi tối sáng hôm sau em sẽ gửi ngay nha chứ không em phải 3 bốn ngày sau em mới gửi đâu chỉ có tối thứ bảy như tối hôm nay này thì mai bên đơn vị uh, vận chuyển hàng người ta sẽ không chốt à, người ta sẽ không vận chuyển hàng đây là sáng thứ hai gửi sớm thì duy nhất ngày tối thứ bảy thôi còn tất cả những video ạ tối chốt thì ban sáng sẽ gửi nên là cái trường hợp mà một ngày sau hai ngày sau với các bác với báo em là hoàn đơn ạ, chúng em vẫn mất tiền một đơn hàng chúng em bây giờ mất tính ra là mất ở em bữa nay là mất 72.000 một con máy thứ nhất thì cái giá cái giá tiền em nói không nói về cái giá tiền đâu ạ khi vận chuyển mà cái hàng về nhân viên giao hàng người ta sẽ rất ẩu rất dễ vỡ bể hoặc là mất đồ như hôm nay về một con honda ấy, mất hết phụ kiện không còn một cái gì hết như con này này mất không còn một cái phụ kiện gì hết Nói chung là mất cả trì lẫn trài Và hôm nay lại phải bán xả xuống 50.000 đấy các bác này Một con đẹp xuất sắc green nguyên bản đến từ thương hiệu Honda 4 thì nhà các bác Xăng trắng đổ đây, nhớt đổ đây Đó và đây cũng là một trong những con xịn xò nhất Ở cái vật khúc 25cc lòng 35 mm made in Japan sản xuất đắt tiền nhất xịn xò nhất ở cái vật khúc này nha Chắc chắn thôi, với những mặt hàng chính hãng đều có dập nổi Honda cưới 25 dập nổi Con này green nguyên bản 100% nha Từ lắp gió, lắp áo khi các bác kiểm tra Nó đều có dập nổi chữ Honda ở trong hết Bố tung rơi tung nhôm bố côn 260 Tay ga bóp hệ xịn sò cho các bác Chiều công tác lên là tắt xuống là bật Đâu vào chắn cỏ riêng nguyên bản hết Vâng xả hàng bom chỉ 2 triệu 550 000 đồng Y12 ngày hôm nay nha có thể một con đẹp xuất sắc như vậy Cái trường hợp mà bom thì vẫn bom thôi ạ à. Chung là bom khi ông nào mà xác định đã bom rồi ạ à. Em xin các bác đừng bóc hàng của em ra soi làm cái gì hết Đó ví dụ như ông này là chẳng hạn Chê máy bé nhưng mà vẫn bóc ra xem nha các bác mà thường thường nếu mà công phần khúc 25cc lòng 35 này ạ Cái con Honda nó còn to nhỉnh hơn những cái dòng máy hai thì nhiều đấy ạ Không biết ông đã nổ thử chưa Thì cũng không rõ lắm Nhưng mà tóm lại là khi đã xác định bom hàng không muốn nhận hàng này ạ Đừng bóc của em ra Tại vì sao ạ? Khi bóc của em ra rồi ạ Các bác không thể đóng chuẩn bằng của chúng em thợ như chúng em đóng được Đó gần thực sự ra những cái dân viên shipper khi mà một khách hàng bom hàng đấy ạ Người ta gói qua loa qua loa xong là xong và hầu như đa phần 10 đơn về thì tầm khoảng 5 đến 6 đơn mất cả phụ kiện nữa cơ ạ à. đó nên là các bác thực sự tin tưởng cửa hàng chắc chắn chốt thì mới chốt nha tránh làm ảnh hưởng đến công việc của cửa hàng mất thời gian của các bác là vâng y 12 2 triệu 550 000 đồng ạ à. đẹp như thế vậy và giá như thế vậy nói thật với các bác cực một con máy đẹp như thế này ạ à. không phải là có một người chốt đâu ạ à. mỗi buổi tối có khi mười mấy người hỏi cái một con honda này là có đây ạ à. vâng i 12 hôm nay bán sả cho các bác một con đẹp xuất sắc rin nguyên bản không có một điểm gì chê hết giá chỉ hai triệu năm trăm đồng ạ à. Vâng Với em vừa báo giá cho một con một nô máy hàng hệ nhạ đến từ rất nhiều thương hiệu khác nhau. Đó là Honda, Mitsubishi, rồi Echokirit, rồi Sinagua, Isaki, Maruyama có 12 con thôi nhưng mà sáu thương hiệu phân khúc CC cho đến giá tiền cũng rất đa dạng. Vâng, bác nào chốt con nào chọn con nào thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại có Zalo 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để đặt hàng ạ. À. Vâng, với bác nào chốt chậm chốt hụt em luôn luôn có câu ạ, à. liên hệ trực tiếp hai số điện thoại có Zalo yêu cầu những con tương tự khi mình chốt hụt nha các bác. Vâng, kết thúc video tại đây xin chào toàn thể bà con cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ